Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Nay xin giao lưu với anh em một số cây mai sống khỏe thường trậu ha. Cây mai mới chỉ Tết xong rồi anh em ơi. Đó. Lá còn mướt cược cho nghe nè. Bông của nó thì chỉ có 5-6 cánh thôi nghe nè. Ai giảo hạt thì nó không có đều bông, 5-6 cánh. Đó, tàn cũng khá là đẹp. Để vậy chi cốt cho anh em xem. Đó, cốt khá bự ha. Tàn cũng khá là đều. Rồi, đâu hoành đi. Hoành 37. 37 ra đây ha. Rồi xích dưới này chút xíu. Đó, xích dưới đó chút xíu ha anh em. Dưới 45. Xích dưới là 45 hoành là nghe anh em. Chỗ này ha, là 45 hoành nè. Đó. Chiều cao 1m15 ha anh em. Rồi cây mã số X1. Cây khá là đẹp luôn ha. Rồi cây này thì em để cho anh em là rồi 4 triệu anh em ơi, bao ship tặng nhà luôn á. Cây khá là đẹp. Nó cũng khá là rẻ anh em ơi. Kiếm cây mai bị lớn mà để cho anh em chỉ có 4 triệu thôi anh em ơi. Đó ha. 4 triệu em bao ship. Đó. Tiếp theo cây mã số X2 nha nè. Đó, cũng là giảo hạt luôn anh em ơi. Bông 5, 6, 7, 8, 9 cánh. Đủ loại, đủ hết trơn. Cây này là cái da của nó thôi nha anh em. Bình thường ha. Đó, đế nè. Ok hết trơn anh em. Cây sống khỏe thường chậu luôn. Đó, cây này mới cho mướn về ha. Người ta mới cho mướn về đó. Mới về lặt bờ, lặt lá ra. Rồi, hoành luôn anh ơi. Cái này em không bao chậu nghe nè. Hoành 33. Hoành 33. Cao anh 1m4. 1m4 anh em ơi. Đó. Cây khá là đẹp ha. Rồi, cây này thì em để cho anh em chỉ 2 triệu 9 thôi anh em ơi. Để rẻ cho anh em chơi luôn á. Mai giảo hạt green ha. 2.900.000 bao ship tặng nhà, cây mã số X2. Rồi tiếp theo cây mã số X3. Cây này tàn khủng anh em. Đó, tàn khủng lông luôn. Đó, quay sơ cái tàn ra. Đó, quá trời cái tàn ha. Em cái tàn khủng ra. Đó, cây cốt cành này ha. Đó, rất là to luôn. Cây này không có sẹo dít gì dưới gốc cho nghe nè. Anh em nhìn kỹ nè ha. Đó, không dẹo dít gì ha. Cốt cành rất là ok luôn. Rồi, hoành luôn anh ơi. Hoành 32. 32 hoành. Cao cho cỡ 1m8, 1m9 anh em ơi. Đó, tàn ngang anh ơi. Tàn ngang cũng cỡ hơn 1m5 á. Tàn ngang hơn cỡ 1m7 anh em. Hết biết cái tàn thiệt. Đó, giảo hạt kim luôn. Đó, anh em cái này về chơi Tết ok luôn anh em ơi. Cây mã số là X3. Cây này thì em để cho anh em là 3 triệu 9 thôi anh em ơi. Đó. 3 triệu 900 ngàn thôi anh em ơi. Cây khá là đẹp ha. Đó. 3 triệu 900 ngàn bao ship ha, không bao chậu nghe anh em. Tiếp theo cây mã số X4. Quá trời cái tàn anh em ơi. Hết chỗ chơi nghe anh em. Đó, tàn đều gan mai giảo hạt không nghe anh em. Bông 5, 6, 7, 8, 9 cánh ha. Anh em coi bút bông cây này nè. Bành cái đá nè. Nó còn bút bông á. Cây này thì tại thì lắp hơi chưa vừa hơi nhiều. Chưa lú được cái cốt ra cái đi để đo nữa. Rồi. Anh vòng chỗ này anh đo cốt rồi. Đó. Cây sống khỏe thường chậu rồi anh em yên tâm ha. Về chỉ vô bầu mà chơi thôi. Vô chậu mới mà chơi thôi ha. Hoành của nó là 28 hoành. 28 hoành. Chiều cao cỡ 1m6 anh em ơi. Tàn ngang anh vô tàn ngang coi. Rồi. Tàn ngang cỡ 1m6 luôn. Cây mã số X4. Khá là đẹp anh em ơi. Rồi cây này giao lưu với anh em là 2 triệu 900 ngàn thôi anh em ơi.
bao ship tặng nhà luôn, 2.9 triệu ha, tàn khủng nha Nam, chỉ có 2.9 triệu thôi. Ồ, khá là đẹp, cây mã số X4. Tiếp theo cây mã số X5 nha Nam. Đó, cũng may giảo hạt ha, tàn ghim luôn ha, tàn cũng khá là bự ha. Cái này thì nữa anh em muốn mua xong anh em muốn em bấm tàn lại em bấm giùm anh em ha. Cái này thì anh em phải về phải bấm tàn lại nè. Đó, mình rút tàn sơ sơ lại. Đó, để nữa mình về mình coi được có cây đẹp nha anh em. Tại vì Tết xong mình phải bấm tàn lại ha. Đó, cây này bộ đế ok lắm anh em ơi. Ha, đế nè, vàng cháy trơn luôn ha. Đó. Rất là đẹp ha. Rồi, anh đo hoành ra. 25 hoành. Cỡ 18-19 à. Rồi. Tay ngang cũng cỡ 1m3-1m4 à. Rồi cây mã số X5 cũng là cây cuối cùng của clip nha anh em. Rồi cây này để cho anh em là 2.5 triệu anh em ơi, bao ship tặng nhà luôn ha. Giảo hạt kia ha. Cái này nữa thì em bấm tàn lại cho anh em nha anh em. Bấm sơ lại anh em ơi, chứ để tàn gì anh nuôi khó lắm. Về cây mấy ngày mai sau Tết là mình cứ bấm tàn rút tàn lại. Từ đây tới Tết còn lâu mà. À, năm sau là có cây chơi rồi anh em ơi. Rồi đây cũng là cây cuối cùng của clip nha anh em. Rồi xin chào anh em ha, hẹn gặp lại anh em clip sau. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha anh em.